có mấy con vẹt, có mấy con vẹt xanh đẹp dễ sợ. Ở đây mình có mấy cái loại chó này, ở đây có chó husky này. Đi xuống dưới này á, cái chỗ này người ta bán mấy cái con thú cưng để mình coi có con gì. Nãy tại mình thấy có mấy người đem mấy con thỏ dễ thương lắm, mấy con chó mà không biết mấy con chó mà họ mua đem. Đó, mình nghe thấy mấy con, ôi đây có mấy con chim, ôi đây có mấy con chim này dễ thương không, có dễ thương quá, ở đây nghe thấy đậu nó mấy cái vòng không, ôi mấy con chim này chim gì đây, chim, chim này 11 đồng hả, 11 đồng một con hả? Đẹp quá các bạn. Đây bây giờ mình vô tiếng nước bạn coi. Ủa các bạn, có mấy con vẹt, có mấy con vẹt xanh đẹp dễ sợ. Mấy con vẹt quẹt quẹt. Ôi đẹp quá các bạn ơi, nhìn cái đuôi, cả đuôi nó màu xanh. Con vẹt trắng à, nhìn nào, con vẹt màu xanh dương nè. Đấy, con vẹt này nó đu ngược lên xà đen nè. Đẹp quá. Bên đây nữa. Ồ, bên đây có nhiều chim. Nói chung ở trong đây mà thấy chim đẹp không các bạn. Nói chung là quá trời chim luôn. Ở trên đây là mấy con có cái tên của con chim này. Không biết gọi là chim gì nữa đây. Con chim nào cũng đủ màu sắc hết. Để coi mình đi qua bên này coi có con gì này. Cũng chim nữa. Mình thấy đa số chim ở đây không vậy? Ồ, ở đây quá thì chim luôn. Tìm người ta bắt chim mà. So pretty. À. Nè ở đây có cái giá các bạn, tức là một con là 15 đồng. Hai con. Oh yeah, you just take a look. Yeah. Okay. Thank you. Bán chim nhiều. Ok, mình đi coi, mình đi vòng vòng nó coi là có mấy cái bán mấy con khác nữa. Kế bên đây là có mấy cái tiệm để bán mấy cái lồng nữa các bạn. Đó, lồng chó. Đừng bán mấy con chó. Thay cho thông minh. Có. Ở đây mình có mấy cái loại chó này. Ở đây có chó husky nè. Dạ, 500 đô một con. Nhìn cái kè nó đang ngủ. Dễ thương vậy. Con bên này nữa. Dễ thương quá các bạn. Chó husky 500 đô một con. Còn đây là con gì? Là nó là Belgian Malinois nữa. Mỹ là trong Belgian. Cái này cái kia là Malinois. Cái kia là Malinois. Còn lần tiên nó. Muốn bồng mà cho vô bồng kìa. Ôi cho vô bồng hả? Còn lần tiên nó. Nhưng mà vô. Đi qua bên này còn gì đây? Nó mà xem mi perro tu di un mamá. Chaparro. Này 350. Bây giờ là như là giờ ngủ của tụi nó các bạn ơi, cho nên thấy đứa nào cũng ngủ. Đi qua đây coi. Oh, ở đây cũng có German Shepherd nè. Con này các bạn không biết, các bạn biết con này rất là khi mà nó
lớn rồi, bự dữ lắm. Con này khôn lắm. Con này khôn lắm. Yeah, German Shepherd này. Okay. Này có một con dễ thương nữa bạn. Con này tên là siêu lập môn gì đó. Cái con này trong trong con ngủ dễ thương quá nhỉ. Ở đây là nó bán mấy chó con nhiều các bạn. Chó Luna mình nó là mấy ngàn đồng á. Đây nó bán luôn con chó Luna. Chó ngàn. Đây đây, nó buôn đót mà. Ô con này mà mắc chưa? Con này mà tới 750. Mà con chó này lông nó đẹp các bạn. Trời ơi, lông nó trắng mà nó lông nó dài hay sao? Quá đẹp. Ở đây nữa. Con đang chơi với nhau các bạn ơi, dễ thương quá, mấy con chó con là cũng dễ thương. Cái con này đưa cái chân nó làm gì đấy? Ô, con này 1.000 đồng luôn. Wow, con này 1.000 đô các bạn. Monty gì đó. Cái mặt đâu rồi? Lông. Lông nó nhiều quá không thấy cái mặt. Ở bên kia không? Bên kia có con gì? Nè cái mặt đó nè. Hello. Nó ngủ rồi. Nó mới ăn trưa xong cho nó ngủ rồi các bạn ơi. Toy. Con này 750 đô một con. Con này cái lông như lông màu xám chuột à. Cái lông nó đẹp quá ha, cái lông nó màu lạ vậy. Cái mặt nó kìa. Look at the face. Bây giờ những cái con chó này đang đợi những người chủ tới mua về đang về nuôi các bạn. Đó, mình thấy rất là hay. À bên đây có nó nè. Bên này chó rẻ hơn nè. Chó rẻ. À, bulldog, con này như lai ha, nó đẹp hâu nè, bulldog 200 đô, 200 đô con, đi qua bên này. Ồ, này có chihuahua các bạn ơi. Đây mình thấy có chihuahua, có chihuahua. Không, cái loại này không phải chihuahua, cái loại này là loại Jack Russell đó. Mình nghĩ chihuahua chắc người ta bán hết rồi. Phải chihuahua không, nó nhỏ, dễ thương nghe không? Như con chuột. Dạ, như con chuột. Ơ Husky nè, Husky. Con này sao có 100 hả? 100 đô à. Con này có 100 đô. Ngủ rồi cái mặt hả? Wake up. Ê, hey, dậy đi. Dậy nè. Nó mới ngủ rồi. Shinji. Con này 250 đô nha. Cho đoán thỏ nè. Bên đây là con bán thỏ. Đây là hai con thỏ màu xám chuột, màu lông xám, lông xám đẹp ghê. Mà thỏ trắng ở dưới nữa. Thỏ trắng. Bên đây mà thấy quá trời đồ cho chó luôn. Yeah, trên đây có mấy cái đầm. Cái đầm cho nó rất là dễ thương các bạn.
nó đẹp. Oh yeah, just take a look around. Yeah. Thank you. It's so cute. Mấy cái đồ này là không phải cho mấy nít mặc đâu các bạn, từ cho chó mặc á. Nó bằng cái lòng bàn tay à, bằng cái bàn tay của mình à. Rất là dễ thương. Này dành cho mấy chó cái nè. Đây bán cái đồ cũ các bạn nha, chẳng hạn như máy cắt cỏ này, máy trim cỏ nè. Đó, mấy cái đồ cũ. Nếu các bạn không muốn mua đồ mới thì ra đây mình mua mấy cái đồ cũ. Nói chung mình nghĩ là cũng còn tốt các bạn. Các bạn kiểm tra thử, nếu mà còn được thì các bạn mua. Ở đây quá trời luôn, ở đây một đồng nè.